Vân Anh và Thái Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức trong ngày của chúng tôi. Tin từ Tokyo, Thủ tướng Nhật đã lên đường đi Hawaii để cùng Tổng thống Obama viếng đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong tại Pearl Harbor, căn cứ hải quân Hoa Kỳ bị quân Nhật tấn công bất ngờ vào ngày Chủ nhật 7 tây tháng 12 năm 1941, đưa Hoa Kỳ vào vòng chiến. Chuyến đi Hawaii của Thủ tướng Shinzo Abe được loan báo hồi đầu tháng là đáp lại cuộc thăm viếng tháng 5 năm 2016 của Tổng thống Barack Obama tại thành phố Hiroshima, bị dội bom nguyên tử vào năm 1945, đưa tới kết thúc Thế chiến thứ hai, nêu bật tinh thần hòa giải giữa hai nước trong bảy thập niên qua. Các viên chức Nhật nói, chuyến đi Hawaii của Thủ tướng Abe không là xin lỗi nhưng có ý nghĩa tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân và khuyến khích hòa giải như hành động tương tự của nguyên thủ Hoa Kỳ tại Hiroshima. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã xác nhận ý muốn Nhật tăng phần đóng góp trong liên minh phòng thủ và có thể phát triển vũ khí nguyên tử để tự phòng thủ trước mối đe dọa từ Bắc Hàn và Trung Cộng. Thủ tướng Abe là nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên gặp mặt ông Trump tại Trump Tower để xác nhận tầm quan trọng của liên minh Nhật và Mỹ. Tin từ Pennsylvania, giới chức trách nơi đây cho hay họ nhận được nhiều than phiền về một Mùi hôi phản phất giống như là trứng thối khắp Philadelphia và phải gọi nhiều toán nhân viên vệ sinh đi tìm nguyên nhân. Mùi hôi này lần đầu tiên được gọi báo cho nhân viên công ty khí đốt Philadelphia Gas Works vào khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày thứ Sáu và sau đó là các lời than phiền qua hệ thống điện thoại cấp cứu 911. Một số báo cáo cũng được ghi nhận từ quận Bucks County cạnh đó. Khoảng 90 phút sau, giới chức thành phố khẳng định đây là mùi do một hợp chất có surfer gây ra và trấn an dân chúng rằng mùi này không nguy hiểm. Đài truyền hình WCAU-TV cho biết đây là một loại hóa chất gây được dùng quá nhiều tại một công ty ở phía nam Philadelphia. Và nhà máy lọc dầu và khí đốt trong vùng đang điều tra, nhưng WCAU-TV cho hay rằng họ chưa tìm ra nguyên nhân gây ra mùi khó ngửi này. Trong tháng 12 năm 2016, bộ phận xe tự lái của Alphabet đã phân tách thành công ty con tên là Waymo và Honda có thể là đối tác thứ hai của Waymo sau Fiat Chrysler, sau khi hãng đồng ý đưa công nghệ xe tự lái vào xe minivan. Phát ngôn viên Teruhiko Tatebe chia sẻ, việc tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ sẽ giúp đưa ra các ý tưởng mới nhanh hơn đồng thời các hãng công nghệ như Waymo cũng vẫn bắt đầu hợp tác với các nhà sản xuất xe hơi để đưa công nghệ mất nhiều năm nghiên cứu của mình vào nhiều xe hơn Honda đã bắt tay với một số startup đáng chú ý nhất là với dịch vụ gọi xe grab công ty cũng đang phát triển xe có tính năng tự lái trên đường cao tốc dù nhấn mạnh các phương tiện vẫn cần người ngồi sau điều khiển hãng bày tỏ sự quan tâm đến cách tiếp vận của Waymo đối với các xe tự lái hoàn toàn Honda đã đang phát triển lái xe tự động và các cách để xe giao tiếp với internet nhằm giúp chúng có khả năng suy nghĩ khi lái xe. Với quay mô hãng sẽ cung ứng các xe đã được điều chỉnh để phù hợp với phần mềm của hãng, tương tự như Fiat Chrysler đã làm với mở Chrysler Pacifica. Tin từ Canada, có khoảng 30.000 cho đến 40.000 công nhân Canada làm việc ngoại lệ tại Mỹ nhờ thỏa ước. Nafta đang lo ngại cho tương lai của mình vì chính sách của tổng thống đắc cử Donald Trump ngay từ trong chiến dịch tranh cử ông trump đã liên tục tấn công Nafta tức là thỏa thuận tự do thương mại giữa hoa kỳ canada và mexico chống lại chính sách bảo thủ chính thống và khai thác sự tức giận của tầng lớp lao động mỹ vốn luôn cảm thấy bị bỏ rơi Luật sư di trú tại Toronto là ông Andrew Cumming đã được nghe rất nhiều từ những người Canada tại Mỹ hỏi về tình trạng thị thực của họ tại Hoa Kỳ và những sự lựa chọn mà họ có thể có dưới chính quyền Trump. Một dự thảo ghi nhớ từ nhóm chuyển giao của Trump được đài CNN thu được cho biết, vào ngày đầu tiên sau khi nhậm chức, tổng thống Trump sẽ yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ nghiên cứu tác động của việc rút khỏi thỏa thuận NAFTA mối quan tâm lớn đối với người Canada đang làm việc ở Mỹ. Cumming nói rằng là các quan chức nhập cư có thể có cách tiếp cận hẹp hơn với thỏa thuận NAFTA. Tin từ Irvine, 102.210 sinh viên đã nạp đơn ghi danh vào Đại học UCI trong mùa thu năm 2017 và số lượng đó cao kỷ lục, được dự kiến còn gia tăng số lượng sẽ không chấm dứt ở đó cho đến sau ngày 3 tây tháng Giêng năm 2017 là ngày hết hạn của nhận đơn ghi danh chuyển trường. UCI chứng kiến sự nhảy vọt số lượng ghi danh năm thứ nhất đại học của hệ thống đại học UC và đứng hàng thứ ba chỉ sau UCLA và UC San Diego, tổng số 85.053. Trong số đó, 63.091 là đơn ghi danh của sinh viên sống trong tiểu bang, đẩy UCI lên cao kỷ lục sau UCLA trong loại đó. Sinh viên năm đầu cũng gồm số lượng lớn nhất cư dân California không tiêu biểu dân thiểu số tại hệ thống đại học UC. Các trường này thu hút hầu hết đơn ghi danh năm đầu từ người Mỹ gốc Mỹ ở Bắc Mỹ và gốc Latin vào đại học UC và số lượng nhiều thứ ba của sinh viên ghi danh năm thứ nhất người Mỹ gốc Phi Châu. Tin từ Georgia, cho tới giờ phút này, mới chỉ có một cựu tổng thống nhận lời dự lễ nhậm chức của tổng thống tân cử Donald Trump. Theo CBS News, cựu tổng thống Jimmy Carter, 92 tuổi, đảng Dân Chủ cho biết sẽ tham dự lễ đăng quan của ông Trump dự trù diễn ra vào ngày 20 tháng Giêng. Ông Carter, người ủng hộ bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, trong thời gian tranh cử đã đưa ra lời loan báo tại một lớp học ngày Chủ nhật ở Plains, tiểu bang Georgia. Tổng thống Cộng hòa gần đây nhất là George W. Bush không loan báo công khai liệu ông có đến dự hay không và ông cũng là người không ủng hộ ông Trump cả trong kỳ bầu cử sơ bộ lẫn trong cuộc tổng tuyển cử. Cả hai ông Bush đều không bỏ phiếu cho ông Trump. Dự tính của cựu tổng thống Bill cũng không được xác nhận. Việc các cựu tổng thống không tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm không có gì là bất thường, mặc dù tất cả họ đều được nhận giấy mời. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức với Vân Anh và Thái Huyền. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại của VNTV San Diego.